Theo kế hoạch công việc cũng như là căn cứ theo thời tiết, chúng tôi sẽ tiến hành công việc đi điều tra nấm, và cái tuyến điều tra của chúng tôi hôm nay sẽ là địa điểm Thác Trời. Vừa là một tuyến điều tra nhưng nó cũng là một tuyến du lịch thuộc vườn quốc gia Cát Tiên. Thì thời tiết ngày hôm qua là trời đã mưa mà mưa rất là to, nên hôm nay trời nắng ráo, thì theo kinh nghiệm của tôi thì ngày hôm nay là nấm sẽ mọc tương đối nhiều và sẽ có nhiều mẫu thu được nhiều mẫu. Còn nếu mà các bạn mà thời tiết mà mưa nhiều ngày, từ 5 đến 7 ngày liên tục, thì các bạn đi rừng sẽ gặp nấm ít hơn. Và cái nấm các bạn gặp thì thường nó cũng sẽ bị nhũn hoặc là bị hư rồi. Thế nên là cứ sau cơn mưa mà ngày hôm sau trời nắng thì công việc điều tra nấm của chúng tôi nó sẽ thuận lợi hơn, và sẽ bắt gặp được nhiều cái mẫu thú vị và có ý nghĩa cho công việc cũng như là có ý nghĩa trong thực tế. Đây chính là địa điểm Thác Trời. Các bạn hãy cùng tôi khám phá và tìm hiểu khu Thác Trời, và hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu xem có tình huống nào mới lạ ở đây không nhé. Điểm cuối cùng của tiến điều tra của chúng tôi thì đã đến, đó là tôi đang ngồi tại vị trí Thác Trời, nằm trên địa phận của vườn quốc gia Cát Tiên, tức là nằm trong khu rừng cấm nguyên sinh của quốc gia Cát Tiên. Đến sau một thời gian đi điều tra, đi một đoạn đi rừng khá là vất vả và mệt mỏi, thì tôi đang được ngồi để tận hưởng cái không khí trong lành mát mẻ như là một cái máy điều hòa khổng lồ. Ngồi đây rất là mát và rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác oi bức. Các bạn có biết rằng là cái Thác Trời này nó có xuất xứ nguồn từ đâu không ạ? Tôi sẽ bật mí cho các bạn nhé. Đây là một đoạn của sông Đồng Nai, và con sông Đồng Nai thì con sông nội địa dài nhất của Việt Nam, tức là con sông có bắt nguồn từ Việt Nam và cũng kết thúc từ Việt Nam. Con sông Đồng Nai này thì bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang ở trên Đà Lạt và trải qua rất nhiều các cái địa phận, các huyện từ Lâm Đồng cho đến Đồng Nai, rồi chúng sẽ đổ về sông Sài Gòn. Từ cao nguyên Lang Biang đổ về sông Sài Gòn thì con sông này sẽ tạo ra rất nhiều thác gành và rất nhiều cái thác đẹp. Trên một đoạn của con sông thì chúng ta đang đứng ở đây là Thác Trời. Có thể là các bạn gọi thác cũng được, hoặc các bạn có thể gọi là gành đá, vì cái vị trí tôi đang đứng thì cái độ cao nó sẽ thấp, hơi thấp, nên là cái mức độ tạo thác lớn của nó thì sẽ không còn nữa. Con sông này thì nó chảy quanh, bao quanh cái ranh giới của vườn quốc gia Cát Tiên là một mặt, và cái giá trị nó mang lại cho người dân cũng như là cho vườn quốc gia Cát Tiên thì rất là nhiều, về cá và phù sa cũng như là cái không khí cũng như cái cảnh quan, thì các bạn có thể được trải nghiệm khi mà các bạn đến vườn quốc gia Cát Tiên. Vì chỉ mô tả thôi thì sẽ không thấy hết được cái sự thú vị hay là cái cảm nhận, cái sự hấp dẫn của những cái tài nguyên rừng mang lại. Khi các bạn đi điều tra ở rừng nhiệt đới thì cái trạng thái rừng nó sẽ khác hẳn với các bạn đi điều tra ở rừng ôn đới hoặc là các rừng khộp. Rừng ôn đới và rừng khộp thì cái trạng thái rừng nó rất là đơn giản, nó chỉ có từ 1 đến 2 tầng thôi. Địa phận thì nó cũng bằng phẳng hơn. Còn khi các bạn đi điều tra ở rừng nhiệt đới thì cái trạng thái rừng nó rất là đa dạng, nó sẽ có 5 tầng.
cây cao, cây gỗ nhỡ và cây gỗ thấp rồi tràn bụi. Và đây, tôi đang đứng cạnh đây là một cây bằng lăng rất là lớn. Có thể phải đến 5 người ôm mới có thể nhìn. Có thể đến không phải 5 người mà chắc phải là tầm 8 đến 10 người mới có thể ôm hết được gốc cây này. Tôi chỉ có một nhánh thôi. Đã ôm vậy. Và đi điều tra ở rừng nhiệt đới thì côn trùng vắt muỗi và các cái dây leo bụi rậm rất là nhiều. Đường đi thì gồ ghề sát đá. Nên là công tác điều tra ở rừng nhiệt đới nó sẽ vất vả hơn khi các bạn đi điều tra ở các trạng thái rừng ôn đới hoặc là các rừng khộp. Các bạn đi là phải hết sức cẩn thận vì rất dễ có thể bị trơn té. Và khi trơn té mà ngã ở trong rừng thì cái khả năng sơ cứu về y tế nó rất là khó khăn. Nên là khi các bạn đi, các bạn hãy trang bị giày vớ và quần áo thật cẩn thận. Từ xa tôi đã nhìn thấy một đám nấm màu trắng. Không biết là loài gì đây. Hãy cùng tôi đến xem chúng là loài gì nhé. Có... rất là đẹp, một màu trắng. Và như quan sát ban đầu của chúng tôi thì đây có thể là một loài nấm ăn được và có thể là ăn rất là ngon. Căn cứ theo cái hình thái nấm, tôi đang đi kiếm một vài cái tai nấm nhỏ xem là chúng có cái vảy nấm không. Nếu mà chúng có cái vảy nấm thì có thể chúng tôi có thể sơ bộ kết luận đây là một loài nấm thuộc nhóm nấm hương. Nó thuộc nấm Nentinuna. Okay. Rồi, bây giờ đến nói đến nấm này. May mắn cho chúng tôi trên tuyến điều tra đến khu vực du lịch sinh thái Thác Trời thì chúng tôi đã bắt gặp và tìm thấy chủng nấm bạch hương của vườn quốc gia Cát Tiên. Đây là được chủng nấm chúng tôi cũng đã được sưu tập từ những năm trước và đã được công bố trên tạp chí khoa học của Việt Nam và một loài mới cho khoa học Việt Nam. Các bạn hãy quan sát kỹ một mẫu nấm hương của chúng tôi nhé. Đây là một tai nấm bạch hương. Về màu sắc nấm thì sẽ có màu trắng đến màu nâu.
sẽ tùy theo cái điều kiện môi trường mà có nhiều tai nấm, các bạn sẽ gặp nó màu nâu hơn một chút. À, về cái giá trị của loài nấm này thì nó vừa là loài nấm dược liệu và vừa loài nấm thực phẩm. À, khi các bạn nghe đến giá trị điều trị hỗ trợ bệnh của nấm linh chi như thế nào thì giá trị của cái chủng nấm bạch hương này nó sẽ không kém và có ý nghĩa lớn nữa trong cái về thực phẩm. Nó ăn lại rất ngon và có mùi thơm rất là đặc trưng. À, như chúng tôi thôi, thông tin chúng tôi được biết thì như ở nước Nhật Bản, một nước phát triển, họ khuyến cáo người dân trong cái việc nâng cao sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe cho mình là sử dụng nấm bạch hương thường xuyên trong ngày, trong sinh hoạt hàng ngày. À, việc mình phát hiện ra một cái chủng nấm hương và ở trong điều kiện nóng ẩm như vườn quốc gia Cát Tiên thì là một loài nấm rất là có ý nghĩa về khoa học, về nguồn gen, cũng như là có ý nghĩa về cái công tác nuôi trồng, nhân giống và thương mại hóa sau này. Rất là thú vị vì sau khi kết thúc công việc hàng ngày, tối nay tôi sẽ có một món ăn rất là ngon và bổ dưỡng từ nấm bạch hương của quốc gia Cát Tiên. Đây là một loại nấm ở vùng nhiệt đới. Thường thì các bạn sẽ thấy nấm hương ở vùng ôn đới, tức là vùng xứ lạnh thôi. Còn khi các bạn tìm thấy là vùng nhiệt đới như vậy, cơ hội để có thể nuôi trồng nấm hương rộng rãi hơn và các bạn sẽ được thưởng thức nhiều các món ăn từ nấm hương hơn, mặc dù các bạn ở các vùng miền rất nóng hoặc là các cái điều kiện không phải là các vùng xứ lạnh. Có thể tối nay tôi về tôi sẽ làm món nấm hương nướng, nấm hương nướng bếp than, hoặc là tôi sẽ làm là snack nấm. Và chắc chắn là tôi sẽ không bỏ qua món lẩu nấm đây. Và tôi sẽ mời một vài bạn bè của tôi đến cùng thưởng thức với cái thành quả của ngày hôm nay của tôi. Trong chi nấm hương Lentiluna này thì trên toàn thế giới sẽ phát hiện ra 7 loài.
sau khi kết thúc ăn trưa và bây giờ đã là 1 giờ kém thì tôi sẽ đi xả hơi bằng việc là tôi sẽ đi ngâm đôi bàn chân mỏi mệt do đi rừng ở dưới một thác nước lớn. Wow. Tôi sẽ kiếm một vị trí rất là thuận lợi để ngồi và có thể cho đôi bàn chân của mình. Wow, thật là mát. Thì tôi đi rừng từ sáng nên là đôi chân của tôi khá là mỏi. Được ngâm dưới dòng suối mát như vậy thật là sảng khoái. Các bạn, hy vọng các bạn sẽ có cơ hội cùng tôi trải nghiệm như vậy.